Kể từ sau khi Season 2 bắt đầu, bên cạnh những pha đấm nhau hoành tráng, những màn pha trò của bộ đôi Bitaka và Denji hay những lần tung skill cực đỉnh của quỷ sa ngã, thì thứ mà các fan chúng ta mong chờ nhất đó là sự xuất hiện của cô bé Nayuta. Cũng phải thôi, dư âm từ người tiền nhiệm trước đó đã để lại cái bóng quá lớn cho cô bé này đúng không? Cũng nằm ở chính việc đó, trong chap 131 vừa rồi, khi nói chuyện với quỷ nàng đói, Nayuta cũng đã hé lộ về việc bản thân mình biết đến sự tồn tại của bà chị mình. Tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, thế nhưng nó cũng đã chứng minh được phần nào về việc cô bé có nhớ tới những sự kiện trong tiền kiếp của mình. Vậy Nayuta nhớ được những điều gì và cô bé có biết được hết toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong tiền kiếp hay không? Chào mừng các bạn đến với Benchy Điện Tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem Nayuta hiện tại có đang mang ký ức của Makima không nhé. Sự tồn tại của tứ kỵ sĩ. Cho đến thời điểm hiện tại, 3 trên 4 kỵ sĩ khải huyền trong truyền thuyết đã chính thức lên mặt đất và chỉ còn lại một kỵ sĩ cuối cùng là cái chết vẫn bật vô âm tính. Nhưng mà đó chưa phải là thứ mà chúng ta cần quan tâm tới. Chỉ riêng có hai chị em chiến tranh với nạn đói thôi mà Nhật Bản như muốn nổ tung ra rồi, chứ đừng nói tới chuyện kỵ sĩ thứ tư xuất hiện, quá là hỗn loạn trong chap 131 vừa rồi. Tuy nhiên cũng nhờ những sự việc xảy ra, chúng ta đã xác định được một thông tin vô cùng quan trọng về danh tính của 4 kỵ sĩ trong truyền thuyết. Theo như sách kinh thánh, thì lần lượt những kỵ sĩ sẽ xuất hiện là dịch bệnh, chiến tranh, nạn đói và cái chết. Tuy nhiên trong Chainsaw Man thì thứ làm cho người ta tranh cãi nhiều nhất đó là về kỵ sĩ đầu tiên. Đã có rất nhiều câu hỏi, giả thuyết hay những bài tranh luận về việc Makima, Nayuta là đại diện cho dịch bệnh hay là kiểm soát. Bởi từ lúc Season 1 bắt đầu cho tới giờ, không có một thông tin nào xác nhận trực tiếp về danh tính kỵ sĩ đầu tiên đã xuất hiện cả. Và trong chap 131 này, chúng ta đã có câu trả lời từ cuộc đối thoại của Nayuta với Fami. Cô nàng quỷ nạn đói đã gọi thẳng biệt hiệu của cô em, đó là kiểm soát. Từ điều này thì chúng ta có thể hiểu rằng trong thế giới của Chainsaw Man, tác giả sẽ dùng kiểm soát để thay thế cho dịch bệnh giống như là kinh thánh. Vậy nên từ giờ là rõ ràng rồi và không cần phải tranh cãi về vấn đề này nữa nhé. Tiếp theo đó là mối liên hệ giữa ba người bọn họ. Tất cả những ai đang theo dõi Chainsaw Man cho tới thời điểm hiện tại thì chắc là đồng ý với mình rằng mối quan hệ giữa các chị em nhà kỵ sĩ khải huyền này khá là kỳ hoặc. Mặc dù là chị em nhưng trông có vẻ là bọn họ không thân thiết với nhau cho lắm, vì cô em ở tiền kiếp tức là Makima thì muốn giết ba người còn lại để bảo vệ hòa bình cho thế giới. Kể cả khi tái sinh và sống ở thời hậu kiếp thì con bé này cũng chả quan tâm gì mấy đến và chỉ tận hưởng cuộc sống với người anh trai. Cô chị tiếp theo Yoru thì chỉ quan tâm đến Chainsaw Man và cũng không mặn mà gì đến các mối quan hệ ruột thịt. Thậm chí là con nhỏ này còn chửi bà chị mình là điên nữa mới chiến. Và cuối cùng là bà chị Fami, tự xưng là chị cả của cái gia đình kỵ sĩ này. Trong cô cũng ra dáng chị cả đấy. Vì Fami biết lo lắng đến các chị em của mình, cô lo lắng tới mức thí luôn cả con em gái. Chỉ để bảo vệ cho pizza và đồ ăn Trung Hoa thì cũng đủ hiểu luôn rồi dĩ. Và điều cuối cùng ở cái tổ đội này có lẽ chính là cú tweet về mục đích của họ. Bấy lâu nay chúng ta cứ mặc định suy nghĩ rằng các kỵ sĩ khải huyền sẽ là phản diện trong Chainsaw Man. Thế nhưng hiện tại thì có vẻ là không phải. Điều này một phần là do sự ảnh hưởng đến từ Makima, vì cái bóng phản diện của cô quá lớn và đã gây ra một sự nhầm lẫn cho chúng ta. Makima không xấu ở tư tưởng, mà cô xấu ở cách thực hiện tư tưởng đó. Cô muốn dùng Chainsaw Man để có thể tiêu diệt mọi thứ mà cô cho là cần thiết để vận hành thế giới theo cách mà cô muốn, để nó thực sự hòa bình trong trí tưởng tượng của cô. Vậy nên đâm ra nó khá là dã man và ta có thể tưởng tượng rằng nó là một điều xấu kéo dài cho đến Season 2 này. Thế nhưng khi quỷ nàng đói xuất hiện và cô nói rằng mình không muốn trái đất bị diệt vong và muốn ngăn chặn kỷ nguyên của loài quỷ, thì đây có phải là mục đích thực sự của các kỵ sĩ khải huyền hay chỉ là một lời nói dối khác của quỷ nàng đói? Đây sẽ là một thứ đáng để lưu tâm và có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi những thông tin từ chap tiếp theo mà thôi. Cuộc sống của Nayuta và ký ức tiền kiếp. Quay trở lại với cuộc sống của Nayuta, hiện tại cô bé đang sống trong một môi trường rất chi là lành mạnh. Ngoài trừ việc có cuộc thi ai là người đánh rắm to nhất và nhiều nhất mỗi tháng ra thì mình thấy tất cả đều ổn. Kể từ khi được đội trưởng Kishibe giao cho nhiệm vụ chăm sóc Nayuta thì số lần mà cô bé xuất hiện trên những trang truyện khá là ít, và tất nhiên điều đó cũng đi kèm với việc chúng ta biết rất ít về cô bé. Tuy nhiên vẫn có những thông tin được đưa ra, ví dụ như Nayuta là một đứa trẻ con với tính cách kỳ quặc, là một hiện thần của quỷ chi phối, vậy nên con bé có tính chiếm hữu rất cao, đặc biệt là chiếm hữu rất cực đoan. Nếu còn nhớ thì Nayuta xem Denji như là một tài sản của mình, và bất kỳ ai động vào đồ của cô thì sẽ nhận một kết cục đắng, thậm chí là cái chết.
Điều này thì có phần nào đó cũng được giải thích thông qua cái tên của cô bé rồi, và ta có thể thấy được sự khác biệt, đó là cách hành xử khi được nuôi dưỡng trong hai môi trường khác nhau. Nếu như trước kia, Makima được nuôi dạy bởi chính phủ Nhật Bản, một môi trường vô cùng khắc nghiệt và không có một chút tình thương nào, thì giờ đây, Nayuta lại nhận được thứ đối ngược tương xứng, có một gia đình nhỏ, một người anh trai luôn chiều em mình hết mực, và đặc biệt là người anh ấy rất yêu thương mình. Những hệ lụy ấy đã tạo nên tính cách của cô bé bây giờ, và như chúng ta đã thấy, nó khác hẳn với cái tính cực đoan của Makima trước đó. Nayuta hiện tại cũng không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác ngoài việc sống một cuộc sống yên bình với Denji và hết lòng đáp lại tình yêu thương từ người anh trai mình. Bằng chứng là việc từ chối lời mời hợp tác với bà chị cả Fami để đi đến trường học. Cũng từ câu chuyện ở chap 131 thì ta có những câu hỏi được đặt ra. Fami đã gọi tên của Nayuta là chi phối, và đáp lại thì Nayuta cũng gọi quỷ nạn đói bằng chị gái và không tỏ ra bất ngờ gì trước những hành động hay lời nói mà Fami đã nói với mình khi đó. Vậy điều đó có nghĩa rằng liệu Nayuta đã biết về tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong season 2 này và những thứ liên quan tới người tiền kiếp của mình là quỷ chi phối trước đó đã đỡ lại chăng? Để giải đáp về vấn đề này thì chúng ta hãy làm rõ về những thứ mà Nayuta đã biết trong season 2 này trước. Đầu tiên, trước khi sự kiện quỷ sa ngã xuất hiện trên mặt đất xảy ra thì khi đó Nayuta và Denji vẫn còn ở nhà và phè phỡn với nhau. Lúc này thì ta tưởng như rằng bọn họ sẽ chẳng biết được điều gì đang và sẽ diễn ra trong tương lai. Thế nhưng có vẻ là chúng ta đã lầm. Nếu còn nhớ thì người tiền nhiệm trước đó là Makima có khả năng chi phối những con vật nhỏ như chim và chuột để lấy thông tin. Độ phủ sóng của khả năng này mạnh tới mức mà nó có thể nghe được toàn bộ mọi nơi trên cõi đời này, kể cả là âm phủ nếu như cô sử dụng. Vậy nên không có gì lạ khi mà Nayuta có khả năng đó, và bằng chứng là việc cô bé đã biết tất cả mọi chuyện, lý do tại sao bọn quỷ cứ xoay quanh Mitaka và Denji hay chúng đòi giết quỷ chiến tranh là do Fami mà ra. Cái này thì chỉ có người nào dùng kỹ năng theo dõi thông qua tai mắt của các sinh vật khác thì mới biết được, chứ làm sao bà biết được hành tung của bà chị Fami đúng không? Thêm nữa thì Denji đi giải cứu Mitaka từ lúc cậu xuất hiện cho tới vài chap liên tục. Sau đó, ta chẳng thấy bóng dáng của Nayuta ở đâu. Lúc này thì người xem đã lầm tưởng rằng Nayuta hiện tại đã bị Denji cấm túc ở nhà để không ra đường và gặp nguy hiểm. Thế nhưng ngược lại thì cô bé đã âm thầm đi theo dõi mọi thứ và chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay ngăn chặn những chuyện này lại. Có cô em gái thật đáng đồng tiền bát gạo. Và cũng đúng khoảnh khắc đó, cuộc nói chuyện với Fami đã làm lộ ra tất cả. Vì ở thời điểm hiện tại, theo bản dịch tiếng Anh, Nayuta dùng từ sis để gọi Fami, mà đại từ này mang rất nhiều hàm ý khác nhau. Nó mang ý nghĩa là bà chị, nếu như người đó là người lạ hay người mà ta mới gặp lần đầu, hoặc nó sẽ mang nghĩa là chị gái. Nếu hàm ý của Nayuta với Fami là chị gái thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé đã biết về mọi thứ, kể cả những việc đã xảy ra trong quá khứ và ký ức tiền kiếp của Makima. Điều này đã đặt ra một nghi vấn lớn rằng, vậy khi thực hiện vòng lặp luân hồi, phải chăng đối với một số con quỷ nhất định thì ký ức của nó sẽ không bao giờ bị xóa sổ chăng? Và những con quỷ nhất định mà mình vừa nói ở đây chính là tứ kỵ sĩ. Nếu ngẫm lại thì cũng thấy khá hợp lý. Trước kia chúng ta có quỷ bảo, quỷ dơi, quỷ vĩnh hằng là ba con quỷ đã từng thực hiện vòng lặp luân hồi, và chúng ta cũng thấy có cùng một kết quả là bọn chúng đều đã quên hết mọi thứ trong quá khứ. Ngoại trừ con quỷ vô tận thì có nhớ đến tiếng cười của Denji một chút, nhưng còn lại thì đã quên hết. Tuy nhiên, đối với Makima, Yoru hay mới đây là bà chị Fami thì dường như trông có vẻ không một ai cho bọn họ là bị quên cả. Vậy thì chỉ còn lại là việc bọn họ đã du hành từ địa ngục lên trái đất bằng bao nhiêu cách khác nhau mà không thông qua việc thực hiện vòng lặp sinh tử mà thôi. Nhưng mà tạm bỏ qua vấn đề này sang một bên, nhìn lại thực tế thì nếu mà việc Nayuta nhớ hết mọi thứ mà vẫn hành động như vậy thì quả đây là một điều đáng thú vị đấy đúng không? Khi mà Yoru đến nhà của Denji, cô bé biết đó là sự hiện diện của chị mình. Thế nhưng, Nayuta vẫn không tỏ ra bất ngờ, mà thay vào đó biến luôn con nhỏ thành chó để làm trò hề, rồi người cười nguyên buổi tối thì quả là một đứa em đáo để. Hơn nữa thì cũng nằm ở việc này, nếu như Fami biết về người em của mình là quỷ chi phối và ngược lại, Nayuta cũng biết về Fami, thì tại sao Yoru không nhận ra được hai người bọn họ? Với Fami thì Yoru đã biết rồi, chỉ là cô cố tình không muốn biết mà thôi. Nhưng còn đối với Nayuta thì hẳn là cô phải biết chứ đúng không? Khá là khó hiểu ở vấn đề này, nhưng chắc là chúng ta sẽ biết sớm mà thôi. Nayuta có tàn tính gì không? Như đã nói, mọi thứ hiện tại chỉ là phỏng đoán và tất cả vẫn chưa rõ ràng cho đến khi những chap tiếp theo xuất hiện.
Tuy nhiên, với tình hình hiện tại thì câu hỏi được đặt ra là liệu Nayuta có những toàn tính gì không, hay cô bé thực sự chỉ quan tâm tới chuyện đi học như cái cách mà cô bé đã dõng dạc tuyên bố với bà chị Fami ở cú cháp 131. Theo mình nghĩ thì Nayuta thực sự là sẽ không quan tâm tới những thứ như trái đất bị phá hủy hay kỷ nguyên của quỷ sẽ đến, vân vân và mây mây đâu. Tuy nhiên, nói là một chuyện, còn làm là một chuyện khác, nên nhớ đây là quỷ kiểm soát. Và ở season 1 thì cái trí khôn và sự lắt léo của nó đã gây ra biết bao nhiêu khó khăn rồi. Thứ mà Nayuta quan tâm ở thời điểm hiện tại chính là Denji và cuộc sống yên bình của hai đứa. Chưa kể việc Denji vẫn còn tham gia vào những cuộc tấn công nguy hiểm như thế nào thì chắc chắn là Nayuta vẫn sẽ âm thầm theo dõi đằng sau để bảo vệ cho ông anh mình. Nên là mình nghĩ rằng không có lý do nào mà Nayuta là đứng yên làm ngơ mọi thứ. Như mình đã nói lúc nãy, cô bé có khả năng quan sát diện rộng mà, nên là gặp khó khăn thì Nayuta sẽ ra tay giải quyết như trong cháp 131 mà thôi. Vậy nên dù muốn hay không thì có lẽ Nayuta trong season 2 này sẽ là một nhân tố bất đắc dĩ giúp cho Denji hoặc Mitaka giải cứu thế giới, hoặc ngược lại. Cũng có thể đó là một cú quay xe từ tác giả, bởi ta đều biết Fujimoto khá giỏi ở khoảng bẻ lái. Liệu rằng bằng một cách nào đó, Nayuta sẽ trở thành một phản diện khi kỵ sĩ thứ tư xuất hiện, bởi theo dự lời tiên tri thì sự xuất hiện của hắn ta chính là tận thế cho trái đất này. Vậy nên, với thế lực mạnh mẽ của mình thì khả năng bốn kỵ sĩ kết hợp với nhau theo sự chi phối của kỵ sĩ cái chết cũng không phải là không thể xảy ra, đúng không? Nhưng mà giả thuyết này nghe có vẻ hơi xa vời, nên thôi, cứ để chuyện tới đâu thì tới. Còn các bạn có nghĩ rằng Nayuta nhớ toàn bộ những ký ức về tiền kiếp hay không? Và nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.